Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Người hiện ra trước hết với bà Maria Magdalena, người đã được Chúa trục xuất khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những bạn đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang đi đường. Họ đi về miền quê. Các ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông. Sau hết, Chúa hiện ra với 11 tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã thiếu tin tưởng và cố chấp, không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho tất cả loài thụ tạo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngồi trên xe từ Bắc Ninh xuống đây, tôi suy nghĩ như này: tại làm sao mà ở giáo xứ Hoàng Nguyên lại có sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, rồi hôm nay lại xây một cái tu viện thật là to lắm ở Hoàng Nguyên. Quý ông bà anh chị em biết là có thấy bình thường hay không, nhưng mà cứ xét phương diện con người, cái điều đấy nó hơi nghịch thường. Tại sao lại như thế? Nếu mà nhìn trong lăng kính con người đó, sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, và nhất là hôm nay vừa hoàn tất cái công trình của tu viện tại giáo xứ Hoàng Nguyên, tôi nghĩ nhìn trong lăng kính con người là một cái duyên giữa dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất và giáo xứ Hoàng Nguyên. Mà tự nhiên tôi muốn hỏi cộng đoàn dân Chúa Hoàng Nguyên một câu như này này: các quý ông bà anh chị em ở Hoàng Nguyên có thấy các gì ở đây có duyên không? Bà con Hoàng Nguyên là duyên là cái chắc rồi, tôi biết là như thế. Bởi vì nếu mà bà con Hoàng Nguyên mà không duyên dáng thì các dì chả đây ở đây mà nổi. Muốn hỏi điều ấy để cho thấy là như thế sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, và hôm nay trong ngày khánh thành đưa vào sử dụng ngôi nhà tu viện, cho thấy được cái mối lương duyên giữa các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất và cộng đoàn dân Chúa ở Hoàng Nguyên này. Đấy là nói trong lăng kính của con người, thưa cộng đoàn. Nhưng nếu nhìn trong lăng kính của đức tin đó, thì cái công trình ngôi nhà tu viện của dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất mà hôm nay chúng ta cùng với các dì cử hành nghi thức làm phép để đưa vào sử dụng nói với chúng ta điều gì? Tôi vừa hỏi dì tổng phụ trách rằng cộng đoàn các dì ở đây đã được bao nhiêu năm, dì nói là đã ở đây, đã hiện diện ở đây trong giáo xứ Hoàng Nguyên 24 năm. Và từ khi Đức Cố Hồng Y Phaolô là người đã khởi xướng và thu xếp việc này. Và khi nghĩ về, khi nói về Đức Hồng Y thì tôi suy nghĩ về cái công trình sự hiện diện và cái ngôi nhà tu viện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở đây, tôi nghĩ là công trình của lòng thương xót. Từ khi tôi về Bắc Ninh đến giờ thì ngày xưa tôi không có liên lệ nhiều với Đức Hồng Y, nhưng mà từ khi về để chịu trách nhiệm ở giáo phận Bắc Ninh thì tôi
có một cái ấn tượng về con người của Đức Hồng Y là cái đấy, là cái này. Đó là một con người rất là yêu mến thánh tâm Chúa và đặc biệt kêu xin lòng thương xót của Chúa. Mỗi khi chầu thánh thể ở Bắc Ninh bây giờ thì vẫn luôn luôn đọc lại cái câu mà chính Đức Hồng Y khi còn làm giám mục Bắc Ninh đã kêu gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa kêu cầu thánh tâm Chúa. Tôi nghĩ các dì ở đây là những người quen thuộc cái câu ấy: lạy trái tim nhân lành Chúa Giêsu, xin thương xót và che chở chúng con. Vì cái câu ấy cho nên tôi nghĩ đến cái công trình sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, và hôm nay việc làm phép và đưa vào sử dụng ngôi nhà của tu viện là công trình của lòng thương xót. Thế thì nếu nói đây là một sự hiện diện của các dì và ngôi nhà của tu viện là công trình của lòng thương xót, dưới ánh sáng của các bản văn lời Chúa mà chúng ta nghe trong ngày thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh nói với chúng ta điều gì? Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ Tông đồ nói về việc hai thánh Phêrô và Gioan mạnh dạn rao giảng về một Đức Giêsu bị đóng đinh, không sợ hãi gì cả. Mà tác giả sách Công vụ Tông đồ hôm nay chúng ta vừa nghe nói như này, ghi nhận như này này: hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Thứ nhất là không được đi học, thứ hai là làm thuyền trài lão hạng bình dân thôi chứ không phải hạng cao quý gì trong xã hội. Nhưng mà các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục, các kinh sư ngạc nhiên vì thấy hai ông mạnh dạn làm chứng về một Đức Giêsu đã chết và được phục sinh. Hai con người không có chữ nghĩa, hai con người thuộc hạng bình dân nhưng mà mạnh dạn để làm chứng về Đức Giêsu đã được phục sinh. Và cái điều ấy làm cho những người lãnh đạo Do Thái, những người giỏi giang, những người ở những giai cấp cao trong xã hội Do Thái bây giờ phải ngạc nhiên vì điều ấy. Chi tiết ấy làm tôi suy nghĩ đến sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở Hoàng Nguyên. Thì cũng kiểu kiểu như vậy đó, cũng chả tài giỏi gì, không biết là có đi học lớp 12 xong chưa, hết chưa không biết, bây giờ thì chắc là hết rồi phải không ạ. Nhưng mà cũng là thuộc hạng giới bình dân thôi chứ cũng chả phải cao sang quyền quý gì. Có thì chắc là dì tổng dì cho mấy dì ở đây là duyên dáng nhất nhà giàu thì có. Cho nên là mới hỏi là các dì có duyên không, là đây, bà con Hoàng Nguyên trả lời là có. Chứ còn thì cũng chẳng giỏi giang gì, cũng là những con người bình dân như bao nhiêu con người khác thôi. Mà cái điều quan trọng tôi nghĩ đến đó là một sự mạnh dạn sống đức tin và làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong cái môi trường của mình. Đây là cái kinh nghiệm rất là hay mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất nói về hai vị thánh tông đồ là Phêrô và Gioan. Những con người không có chữ nghĩa, những con người bình dân nhưng mà là những con người mạnh dạn để làm chứng cho sự hiện diện của một Đức Giêsu đã chết và đã được phục sinh trong cái môi trường sống của mình, không sợ gì cả. Chính vì thế cho nên trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe trích trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Côrintô nói gì: tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, ơn người ban cho tôi mọi sự. Thưa cộng đoàn, tôi nghĩ các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất hiện diện ở trong cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hoàng Nguyên này thì cũng luôn luôn mặc cái tâm tình mà thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Bài đọc thứ hai: tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, cái xác tín đấy không phải chỉ là xác tín của các dì sống ở Hoàng Nguyên, nhưng mà là xác tín chung của tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta có là cái gì đi chăng nữa, chúng ta có cái gì đi chăng nữa thì cũng là nhờ ơn Chúa. Bởi vì chúng ta tự bản thân của mình, như bài đọc thứ nhất nói, là những con người chẳng giỏi giang gì, cũng là những con người hết sức là bình thường. Cho nên những gì chúng ta có được hôm nay thì cũng là những gì Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không. Và thưa cộng đoàn,
Nếu chúng ta ý thức mình là những người không có gì cả, không có khả năng gì cả, không tài khéo gì cả, nhưng mà chúng ta ngẫm lại, chúng ta cũng thấy tất cả những gì chúng ta có cũng là hết sức là lớn lao trước mặt Chúa như thế, thì để làm gì? Cái mà Chúa ban cho chúng ta đang có để làm gì? Cái cơ sở tu viện mà Chúa ban cho các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở giáo xứ Hoàng Nguyên là để làm gì? Tôi thiết nghĩ không phải để các dì khẳng định rằng các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở Hoàng Nguyên, cho bằng một điều khác là cái điều mà chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Sự hiện diện của các dì ở trong cộng đoàn tu viện giáo xứ Hoàng Nguyên vì là một ơn ban nhưng không từ Thiên Chúa, cho nên sự hiện diện ấy phải là một sự hiện diện để giúp cho các dì sống cái sứ mạng mà Chúa Giêsu nói đến trong bài phúc âm hôm nay: loan báo tin mừng cho muôn loài. Hy vọng rằng sự hiện diện của các dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất ở Hoàng Nguyên mỗi ngày làm cho cộng đoàn dân Chúa ở đây mỗi ngày mỗi tốt đẹp, đời sống đức tin mỗi ngày mỗi phát triển. Cộng tác với cha xứ, cha phó và ban hành giáo của giáo xứ để làm cho tất cả mọi hoạt động ở Hoàng Nguyên khởi sắc nhiều hơn, tốt đẹp hơn, đời sống đức tin của mỗi người, mỗi gia đình một cách tốt đẹp hơn. Trước khi lúc mới tới nhà dòng thì tôi có hỏi dì tổng phụ trách là các dì ở đây làm việc gì, thì thấy trình bày là các dì đến đây để phụ giúp các công việc ở trong giáo xứ là chính yếu. Tôi nghĩ điều ấy là một điều rất là tốt đẹp, để rồi sự hiện diện của các dì ở đây không phải để vỗ ngực xưng tên, nhưng mà sự hiện diện của các dì ở đây là một sự hiện diện phục vụ trong âm thầm, cộng tác và dưới sự hướng dẫn của các cha ở giáo xứ đây, đại diện cho Đức Giám mục Giáo phận. Điều ấy là một cái nét cho thấy mỗi người chúng ta cộng tác với nhau để xây dựng cộng đoàn hội thánh ở đây một cách tốt đẹp và phát triển. Và qua cái sự cộng tác với nhau để xây dựng cộng đoàn dân Chúa ở đây tốt đẹp và phát triển, chúng ta làm chứng cho mọi người về một sự hiện diện đầy sống động của một Đức Giêsu đã chết và được phục sinh trong cộng đoàn dân Chúa ở đây. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để tạ ơn Chúa cùng với các dì trong ngày làm phép để đưa vào sử dụng ngôi nhà của tu viện tại giáo xứ. Nhưng tôi thiết nghĩ điều quan trọng hơn, chúng ta cầu nguyện cho các dì để các dì mỗi ngày sống đúng cái đặc sủng ơn gọi của mình, như là cái tên gọi của nhà dòng vậy, dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất. Sự hiện diện của các dì ở đây phải là một sự hiện diện để kiến tạo sự hiệp nhất cho cộng đoàn dân Chúa ở đây. Và chắc chắn sự kiến tạo ấy kêu cầu sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa chúc lành cho các dì, và xin Chúa giúp các dì hiện diện ở đây để nhằm cùng với toàn thể cộng đoàn dân Chúa dưới sự hướng dẫn của các cha ở trong giáo xứ kiến tạo sự hiệp nhất cho giáo xứ. Và có một điều nữa, hồi nãy các dì cũng nói, tôi cũng rất là vui lòng, đó là các dì cũng cố gắng để kêu gọi, khơi gợi lên trong các em, các bạn trẻ ở đây ơn gọi dâng mình cho Chúa. Tôi nghĩ điều ấy là hết sức cần thiết. Ở giáo phận, Tổng Giáo phận Hà Nội mỗi năm cũng có rất đông người quảng đại dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì thánh hiến, đặc biệt là đời sống ơn gọi linh mục giáo phận. Chắc chắn sự cộng tác của mỗi người chúng ta là cần thiết, và sự cộng tác của các dì ở trong tu viện của giáo xứ Hoàng Nguyên đây cũng là cần thiết để khơi gợi nên ơn gọi nơi tâm hồn của các bạn trẻ ở đây. Và hy vọng rằng trong những ngày tháng sắp tới, giáo xứ Hoàng Nguyên có nhiều người dâng mình cho Chúa hơn nữa, nhiều ơn gọi tu sĩ phát xuất từ đây, nhiều ơn gọi linh mục phát xuất từ đây. Và điều quan trọng hơn nữa là những ơn gọi ấy phải là những ơn gọi tốt lành, thánh thiện, những con người phục vụ hội thánh Chúa, phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa một cách tốt đẹp, như là những khí cụ ngoan ngụy mà phát xuất từ cộng đoàn dân Chúa Hoàng Nguyên này.
tất cả những điều ấy chắc chắn là những viễn tượng của tương lai cho cộng đoàn dân Chúa ở đây, cùng với sự hiện diện của các dì tại cộng đoàn giáo xứ. Cầu chúc tất cả mọi người chúng ta dưới sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria, giúp mỗi người chúng ta kiến tạo sự hiệp nhất và xây dựng cộng đoàn dân Chúa ở đây trở thành một cộng đoàn mạnh mẽ trong đức tin và trưởng thành trong đời sống đức tin, khi chúng ta nhận ra được mỗi ngày những hoa trái trong đời sống hơn, gọi mỗi ngày mỗi triển nở hơn nữa, phát xuất từ chính cộng đoàn dân Chúa Hoàng Nguyên thân yêu này. Chúng ta chung lời tạ ơn Chúa với các dì hôm nay, và chúng ta dâng lên Chúa những thao thức tốt lành thánh thiện ấy cho cộng đoàn dân Chúa Hoàng Nguyên trong thánh lễ hôm nay.